Cháu không ăn cơm à? Ông đừng bận tâm, lát nữa nó ăn với cháu cũng được. Cháu lại đây ăn chung đi. Nó dơ lắm. Cái con nhỏ này dơ cái gì mà dơ hả? Cháu à, lại đây nhanh lên. Không chịu đâu. Sườn xong rồi nè. Này ngồi đi. Không được ăn cái này, ăn cái khác thôi. Con nhỏ này ham ăn như heo vậy. Nè, ăn đi. Không được ăn nữa, ăn như đó đủ rồi. Ăn đi. Sao cháu tham ăn quá vậy? Nè, cậu hãy uống nước có ga như vậy không tốt đâu. Không sao. Chờ chút đi, để tôi pha trà mận cho ha. Anh ăn không? Em cho miếng nè. Em ăn đi. Bánh kem ở đâu vậy? Em làm bài tốt được 100 điểm nên chị thưởng cho em đó. Gì đây? Bánh kem của ai vậy? Cái này là chị mình cho. Mày mà... Em đừng khóc, để chị mua cái khác cho. Tại sao em lại giật bánh của Sina? Bất cứ cái gì trong này là của em đó. Em là bà chủ mà. Chị à, cho em xin lỗi nha. Để em ra ngoài mua cái khác cho Sina. Không cần phải làm vậy đâu. Không phải lỗi của cậu. Em phải trị cho nó, bỏ tận đó mới được. Ôi, chắc phải dạy cho con bé Harry một bài học quá. Càng ngày càng không ra gì. Mình thì thấy Harry giống y chang Sejun vậy đó. Là con chó của nội mình á. Sejun nhà mình y hệt Harry. Thấy ai ăn gì cũng nhào tới dành ăn cho được. Mấy lần cố ý bỏ thứ khó ăn vô dĩa đồ ăn của người khác, nó cũng nhào tới dành, nhưng ăn không được nên bỏ cái tật luôn. Không chừng cũng nhờ cách này Harry bỏ được tật xấu. Bạn chắc là cách đó sẽ có hiệu quả với con bé. Thì bạn cứ thử một lần đi đã. Xin em ăn trái này đi. Mau lên không thì hết đó. Để đó, của ta. Trái này anh Chun hết nói là cho mình mà. Chua muốn chết. Mày khen ngon thì mày ăn đi. Cái tao lừa đảo. Chắc sẽ có hiệu quả đó. Mấy anh đang bàn tiếng chuyện gì vậy? Tụi anh giúp nó trị tật xấu. Ôi, sao vậy ta? Ôi trời ơi, không muốn chết luôn. Nhà mình có ăn có đuối đâu. Ngày có ông cũng có ăn đâu. Ghê quá. Ông ngoại lại thả bom nữa hả? Không phải ông ngoại, vừa cá đuối đó. Sao? Thật vậy hả? Hôi hám như vậy thì ai mà ăn nổi chứ. Ơ mẹ ơi, cho con hộp cá này nha. Lấy chi vậy? Không phải con ăn đâu, con cho người khác mà. Được thôi, thích thì lấy. Bạn bỏ chi nhiều quá chờ. Sao nó chịu nổi? Phải nhiều vậy thì nó mới chừa. Xin em muốn ăn món này chứ? Cho em sao? Em cứ ăn thử miếng đi. Này là của em. Chuyện gì vậy? Vậy? Đi vậy? Đã nói rồi, cũng tại tính ham ăn của em hết đó. Đừng có ở đó giả bộ chuột khóc mèo nữa. Không cần phải nói nhiều. Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi. Như vậy, nghĩa là sau này em vẫn tiếp tục dành ăn với Sine hả? Đương nhiên là vậy. Sao rồi? Nhiều đó cá đuối vẫn chưa đủ đâu. Sine ăn gà nướng đi. Anh đã nói rồi, đừng giành ăn của người khác nữa. Kẻ tôi. Làm cùng một kiểu sao nó tin được. Bạn cứ chờ coi. Pizza ngon lắm nè. Pizza hả? Là cá tươi nữa hả? Há cạo ngon lắm nè. Anh có làm cho em ăn đâu, xin ăn đi. Là của em, cho cá tươi vậy. Xin ăn bánh kem đi. Bánh kem ngon quá trời luôn. Bánh kem của tao. Anh Chun hết vừa nói là cho mình ăn mà. Gì? Mày đừng có mơ, nó là của tao. Cá đuối rồi chứ gì? Không biết. Cá đuối rõ ràng nè. Ăn cá đuối mà không ói hả? Tại sao phải ói? Cái gì em cũng ăn được hết. Sao tự nhiên có mùi gì khó chịu quá à? Đâu có, mùi này không hề khó chịu chút nào. Món này ở đây ngon ha. Mày chú ơi, cháu ăn được hả? Dạ. Không ngờ con bé lại ăn được món cá đuối này chứ. Hết sẽ con bà bảy. Lúc đầu định dùng cách này để trị tật ham ăn của Harry, không ngờ vô tình giúp.